Hai, xin chào các bác. Mình review cho các cái mẫu điều hòa Panasonic nhé. Con này con tầm máy 12.000, full tính năng các bạn. Con này có full tính năng này. Con này lưng nia dọn dàng, đầy đủ cả Eco La Villa Lô. Con này con máy 12.000 các bạn, Panasonic 12.000 Panasonic. Đây. Con này full tính năng luôn, lưng nia dọn dàng, đầy đủ các tính năng cả. Đấy, hàng nguyên zin. Bây giờ em mới xuống em review cho bác xem luôn. Đấy, máy 12.000. Đây mặt lạnh thì cũng nóng đây. Cùng mã luôn nhá. Hai con này cùng mã luôn. Đấy, EX289 này. Đấy, máy 12. Máy 12.000, bây giờ giá cực kỳ yêu thương nha các bác này. Này. Máy như con này mà full đồ. Full đồ, tất cả mọi thứ. Điều khiển cục đổi nguồn. Bát lưng. Đấy, em bán bây giờ mới có giá là 6 triệu các bác nhá. Đấy, giá 6 triệu. Cực kỳ hợp lý luôn các bạn. Nâng như rộn ràng đi hàng nên hàng nguyên zin. Nguyên tem này. Chưa bóc, chưa giết gì hết. Còn nguyên bụi các bác nhá. Nau qua là mình chơi được luôn. Không cần phải gì cả. Vì nó là máy nguyên zin các bạn. Máy 12.000, lưng nia dọn dàng, full tính năng. Đấy, với giá là 6 triệu các bác nhá. Đầy đủ đồ luôn. Các bác cần inbox chưa? Hoặc gọi trực tiếp em số điện thoại là 096 1519 122 các bác nhá. Đấy, Panasonic. Chỉ có 6 triệu thôi. Đầy đủ đồ. Các bác chỉ cần gọi thợ đến công lắp đặt tất cả mọi thứ là ok các bác nhá. Với máy 12.000 này. Vâng, cảm ơn các bác.